không phải nốt. Đây rồi. Mình không có không biết ai ở đây. Hay là ở trên tầng hả mọi người? Ở trên tầng đúng không? Vâng. Ở trên tầng. Đi quốc tế A1, A2 là sao? Đi quốc tế ở đâu? Mình lạc rồi mọi người ơi. Mình bị lạc rồi. Cú hậu quá. Mình bị lạc rồi. A1, A2 thôi. Đây có hai sảnh rồi nhưng mà không có ai người quen ở đây cả. Đang đi xuống. Không có các fan đến đón như mọi khi nên là mình không phải định vị được à. Sảnh A1 hay sảnh A2 vì hai sảnh rất là đông. Nào đây 11.000 đi mình chụp ảnh à. Đây 11.000 đi mình chụp ảnh. Chả thấy bọn nó đâu. Đấy, chụp ảnh 111. Không nó bảo có số 7. Không có mọi người ơi, không có, ngại quá. Không có mọi người ạ. Indonesia, Bali, Vietjet, 21:35, không, 21:25. Ê, mình được. Nặng tình khóc trong cơn. Ờ, em à. Hello mọi người. 11.400 người xem mà. Đấy, chào. Em là A2 đúng không anh? Hả? A2. Không biết. Là gọi anh Đạt đi. Em gọi rồi, anh bảo là Vietjet 998. A2 thì là ở đâu? Đây đây, Vietjet 998 ở đây. Đây. 12.000 đi mọi người, follow me. Đang được có 1.000 follow rồi. Anh phải bảo mọi người follow liên tục vào. Headache. 21:35. Đây này. Nhìn này. Đây này, Bali à. Anh. À vâng. Ai bên đấy à? A2 đi kìa. A2 có bên này đúng không? Ờ, A2 thì đi. Ô tôi còn đang ở đâu nhỉ? Đẹp trai, cái tóc đẹp trai đấy Vũ. Sống hơi chững chạc đấy. Đây là em Vũ. Người gọi là gọi là chống lưng như Tuấn Anh à. Anh ơi Alex số bước. Em còn 1K3. Gửi follow hết với thằng Thành nghe. 123 124 xứ xấu rắc đẹp. Bây giờ không phải là to là mình thích đâu nhá. Không đổi thay.
tiền đây thì cầm cho. Đưa tiền anh chứ. Mất tiền. Nhiều dâu quá mọi người. À, em ơi. À, anh chụp rồi. Mấy khi được lên 12.000 sao mình không kêu đâu. Mình kêu lắm mọi người ạ. Mày đây, đây là người yêu Tấn Cung Súc. Tấn tí tê đái. Tấn đấy, rồi em phải ngại này, ngại lắm mọi người ạ. Để đẹp trai không? Chưa có người yêu luôn, nhưng mà kẻ cái này hơi to nhá. Anh kẻ bé thôi, kẻ to quá anh nhìn anh sợ, anh tưởng đầu gấu ấy nhờ. Để chụp ảnh nữa. Không mang kính chống áo à, mang kính không? Hà Thành mang kính không? Kính không? Em không mang. Ui giời ơi. Em không phải là bad boy đâu mà mang kính. Mang kính chống áo không? Đừng không. Em ăn đây nhá, mang em đây nhá. Được xem à. Đi ra đi ra đi ra. Anh em ơi, anh em ơi. Không lắc đâu. À, Tuấn vừa gọi mình ấy. Xem nào. Anh em mình không cần phải xếp hàng không? Cổng A này. Bây giờ chạy được không? Đi đi đằng kia đây. Đi. Có học thức nhưng mà đâu đây chào mọi người gái nào. 13.000 đến 14.000 nữa này. Anh là media. Ít rồi. Áo anh đâu? Áo anh Thanh ấy. Áo anh sau lưng kìa. Áo hít đấy. Áo hít đấy. Áo hít đấy. Z lắm rồi đấy. Áo nào đấy? Áo em. Ta biết ngay mà. Áo đi đường vui thế. Vớ vẩn. Áo vứt ở nhà Thành lâu lắm rồi đấy. Hôm nay em phải lấy cho anh mặc. À. Sao áo này hôi thật. Tấn anh đi đuổi hôi rồi. Này quay quay anh cái. Này Tấn đây. Tấn đây. Tấn quay 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 thì đã gửi cho anh. Quay đi quay đi. Quay chưa? Quay quay đây quay đây. Đi đi đi. Đi nhanh lên. Đó chỉ vậy rồi. Đi được ngay anh ơi. Anh đón anh Đạt rồi, Nguyễn Thành Đạt ơi. Đạt con đang say xe không đi được. Đấy, có anh Đạt đây, người ít view hơn cả có mặt mình đấy. Em bảo mồ mang còn nó lấy cho em áo này này. Áo anh đầy. Ôi dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi. Nào chào mọi người đi. Hello mọi người. Like mọi người nhé.
11 derajat ya. Kenapa lu? Enggaknya. Tại sao? Không có, phi không có. Này, đây cho việc này. Không. Không. Nha. Nha, ô tô. Anh đã phi nào. Kita taruh di sini saja ya HP-nya Zwi. Aku ngumpet dulu. Gak bisa dibuka. Ôi giời. Ôi giời. Anh ơi, gọi ông kia chưa? Ờ, gọi. Để anh em đi trước còn mình ra kia, mình đứng chỗ nào mà anh đón sau. Anh đấy kẹp mà anh đón sau. Này là cái quả tên mình đã thấy ấy rồi. Đâu, đấy là cái nick cũ của em ấy. Ờ, thấy chậu rồi. Cô ấy lăng ở đâu? Có. Mình vừa lên mình thấy là cái tên này. Ôi, anh Vinh đang này. À, GG thì hoa đang này. Không này. Đi kia khóa like rồi. Đang khóa đang lúc anh Đạt gọi phát là khóa luôn. Em định like thế xong Thành bảo là anh gọi phát em nó lên cùng Thành xong like luôn. Sắp đeo. Sắp được mấy phút á? Mọi người nói camera. Camera, chụp ảnh đi. Lấy. Và hiện tại là mình về đến sân bay quốc tế Dubai. Về Vidivo. Mẹ tế. Việt kêu phải biết chơi bơi. Ở Duy Tí Hòn. Việt chơi bơi. Đính như mấy. Mà Thành này, ngày thằng thất trách nhất. Thất trách nhất trong công việc này. Có Mr. Vũ này, nó đứng xa đây. Deep Look, ăn mất tiền. Enggak, tetap dingin gue enggak sanggup enggak mau nafik. Dingin di sini. Enggak tahu berapa derajat tadi. 11 derajat. Tôi tadi về nhà chết rét rồi. Lạnh lắm. 11 độ. Về nhà lắm không nhỉ? Về nhà. Đi. Ơi, đi ai đi cô? Ôi giời. Ơi. Đi cô. Đi vào đây, cứ để vào đi đấy cho cần cho thằng kia. Nó vừa rốt lầm. Lama deh. Ya Allah. Còn đứa nào nữa? Bây giờ về phải trước tiên là phải đi ra ngoài salon đã. Để cho massage. Massage. Trời ơi mọi người nói lại. Nóng không? Ừ. Vừa đấy. Nóng không? Từ nách đi thở. Nóng không anh ơi? Hả? Nóng không? Không, lạnh, nóng. Chưa đây cho ấm. Ở trên máy lại xuống hai. Tuấn Anh ơi. Không có, không nhìn. Ở đâu nhé chồng? Không có. Tuấn. Bye bye mọi người nhá. Aku mau.
Massage. Karena aku lelah banget loh. Lelah banget loh. Tiên Việt có. Lelah. Tiên Việt vi đây. Lelah. Lelah. Banget. Banget. Lo. Đến cái hôm ấy mình kamu. Kamu. Jangan lupa. Jangan lupa. Menderita. Menderita. Iya. Iya. Biarkan. Biarkan. Kita. Kita. Bahagia. 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 Tại sao lại bóp mặt? Cũng như mình. Mọi người. Mọi người ơi. Mọi người ơi. Bye bye nha. Bye bye nha. Gặp lại vào ngày mai. Duy con cái nít mọi người nhé. Tép tép mọi người nhé. Duy con cái nít. Like. Nóng. Ấn chưa? Và anh chỉnh cái này cho nó. Anh chỉnh rồi. Không, anh phải chỉnh cái này sóng rồi. Chỉnh rồi. Nhưng mà nó ấm thì. Vi nói dối. Mạnh đâu. Không, không lẽ Vi nói dối mọi người. Mọi người. Mọi người. Vi anh đã thép với mọi người tức giận. Xin lỗi mọi người nhá. Gỡ xìa xìa bà ta đi. Anh ơi, em sửa cái này nhá. Sửa cái chip của cái này này. Còn cái đèn này thì nó bị hỏng rồi, không có cái mà thay đâu. Chồng ơi, có cherry không? Cái này cherry à, có. Vì shopping cherry. Nó không phải nó hỏng đèn mà nó hỏng con chip shopping trong cái đèn đấy. Của ơi. Anh ạ. Đến qua giờ nó hỏng thì hôm nào răng riêng mình thay. Xóa lỗi không sửa không xóa được, xóa được xong rồi nó lại lên phải sửa. Dạ chồng. Thế hôm nào mình thay lại chip. Chồng. Hả? Vì shopping qua ơi. Vì shopping qua rồi. Vì shopping ở Lê Chí. Vì shopping cherry. Ok. Sầu riêng. Không. Định gài, gài à? Định gài sầu riêng à? Hả? Máy phun. Không có. Oh. Đi về. Ơi, tiền ở đâu? Có, túi Vi. Túi Vi ở đâu? Một chút à? Ừ, ăn đi một chút. Mang đi một chút tục. Để một chút nhé. Ừ. Đấy, hai, tu. Ừ. Duy ơi. Ôi. À. Ơi. À. Đấy, thấy chưa? Hai tờ. 15 à? À hai đây. Tờ đây này. À. Đây, có luôn. Nhìn nè. Đây. À, ở trong cốp xe anh lúc này chẳng có tiền đâu. Em dọn hết ra rồi. Dọn hết ra rồi. Duy có tiền mọi người. Duy có tiền một chút. Duy hơi bị rích ấy. Nhưng mà Duy xem anh đặt con cái nít. Xem anh đặt anh đặt cỡ nhà con cái nít. Ừ. Anh đặt xây nhà bây giờ con cái nít rồi. Vợ thu hết tiền thì còn đâu. Duy có money mọi người. No, Duy very poor. Very full money mọi người. Bukan. Amin. Meskipun jiwa miskinku meronta-ronta, tapi aku harus tetap kaya. Nào, nào, bắn giáp cho mày nghe luôn. Ok. Meskipun tidak punya uang, aku harus terlihat happy karena biar kalian tidak suka. Biar kalian tidak bahagia. Ha ha ha. So hot. Hot. Mọi người, em rửa chai nước ăn cơm chưa? Để sau cốp anh nhá. Ê, này thì chiến của kalian bisa sampai ke live nya Zui berarti kalian itu ngefan banget ya sama aku sama Datvila. Padahal Zui kan gak terlalu terkenal. Sampai kau menghujat di live nya Zui berarti kamu. Berarti kamu itu bintitin ngintilin kita. Berarti kamu itu sejati sama kita. Kalian ngehujat berarti kan Zui kan gak terlalu terkenal. Kalau kalian datang ke live nya Zui berarti kalian itu diundang. Kalian itu berarti mengintilin kita. Hahaha. Mai đi về quê không? Mai em chưa về, nếu mà mai về quê về. Mai về quê à? Enggak ada aset sayang tadi ada katanya. Jadi anh. Di sini tuh 11 derajat, guys, hari ini. Enggak tahu kenapa malam-malam. Yang lain, kok enggak cho em đi ra bên kia.